Vâng, em Toàn Thắng đây. Toàn Thắng đại diện cho shop hàng Nhật tuyển chọn ngày hôm nay. Em lại lên sóng giới thiệu các bác một dòng sản phẩm máy giặt nhé. Mà nhà em vừa mới tét dọn sạch sẽ xong lên sóng cho các bác. Đây, xin giới thiệu các bác, đây là dòng máy giặt Hitachi chuyển động trực tiếp. Chuyển động trực tiếp giặt 11 kg sấy 6. Đây em xin chia sẻ cho các bác nhé. Con này được sản xuất năm 2017 và bán ra năm 2018, bao giờ nó cũng sẽ sau 1 năm các bác nhé. Để chia sẻ với các bác là như thế. Con này giặt này có 140 kW, 140W thôi, chuyển động trực tiếp rất là êm ái, giặt 11 sấy 6. Điện 100. Đấy, khi sấy là 790W các bác nhé. Khi sấy 790W. Đấy, có mã là LV110BR. Các bác tra cái mã này là một trong những dòng cao cấp nhất của Hitachi vào thời điểm hiện tại. Dẫn chuyển động trực tiếp bằng hai thụt nhún, có chế độ sấy khô diệt khuẩn Eco Lavi. Đây xà phòng này. Đấy. Hay xà phòng rất là hiện đại, xà phòng nước xả vải. Đây bọn em đã mã hóa tiếng Việt cho các bác để các bác sử dụng cho nó rất là dễ nhé. Đã mã hóa tiếng Việt để các bác sử dụng cho nó thuận lợi. Vì người Việt chúng ta cũng ít ai tò mò hết được những cái tính năng ấy, nên đâm em sẽ làm. Đây là hốc, hốc vệ sinh sấy này. Đây, em quay nội thất bên trong các bác nhìn này. Mới đét này đây à. Lồng gân này. Đây răng này. Răng các bác nhìn này nhé. Xanh đét. Răng ở Hitachi này thì nó dày, nó không như cái dòng dòng máy khác. Dòng những anh sáp cỏ là hay bị rách răng. Đấy, những ông pa la cũng hay bị liếm này. Thì để tránh mất thời gian của các bác thì em xin giới thiệu em Toàn Thắng, chuyên gia dụng Nhật Bản, có địa chỉ tại Khói Châu, Nghiên, băng Lào mua. Nên dòng sản phẩm như em thì cũng đều dòng sản phẩm dùng lướt thôi. Xài lướt rất là đẹp. Và nhận đơn đặt hàng của tất cả các bác về các dòng gia dụng Nhật Bản. Con máy giặt Hitachi này nhà em đang bán mấy cái giá 17 triệu các bác nhé. 17 triệu em thì cứ có gì nói lấy, công khai giá trực tiếp luôn. Bác nào mà yêu được thì cứ nhấc máy, tiền nào của ý. Nhưng các bác đừng hiểu lầm về cái dòng Hi này nhé. Hi này thì các bác phải xem các dòng Hi béo này này. Nó máy mới của nó cũng trên 60 triệu đấy các bác nhé. Cũng không phải ít tiền. Em sẽ miễn phí vận chuyển cho các bác. Còn đâu bác nào mà có muốn gói nọ gói kia thì cứ alo cho em. Đấy, rất giặt, rất là êm ái. Bọn em đã thử rồi. Giặt riết các thứ, bơm tưới đầy đủ tính năng. Làm thợ thuyền làm sạch sẽ rồi, như một con máy mới. Các bác nhìn thì các bác biết này, như một con máy mới. Đấy, như một con máy mới. Đấy, chào các bác nhé. Hẹn gặp các bác ở một cái clip tiếp theo. Nếu bác nào lấy gói bảo hành thì em sẽ bảo hành cho các bác 2 năm luôn. Cái dòng này thì nó lồi đồng cối đá rồi, cũng không có cái gì để mà phát sinh cả. Rất là đẹp.